Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã chiến thắng được trên mặt trận mạng xã hội đối với những việc làm sai trái của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cử nhân cờ vua Nguyễn Nhân Chinh đang bị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét sau khi mạng xã hội đồng loạt lên án việc ông cha là bí thư tỉnh Bắc Ninh bổ nhiệm vị trí bí thư thành ủy tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Nhân Chinh gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 là con trai đương kim bí thư thành ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Ông Nguyễn Nhân Chinh vừa được chỉ định làm bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh gây xôn xao và gây phẫn nộ trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Hôm 4 tháng 8 năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh xem xét việc điều động chỉ định ông Trinh vào chức vụ béo bở này. Cùng ngày, ông Trinh đã xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần này dự kiến sẽ được tổ chức trong vài tháng tới. Có thể xem đây là một chiến thắng không nhỏ của dư luận, nhất là những người đã từng lên tiếng và liên tục chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Vài năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh lùm xùm bê bối về vấn nạn cả họ làm quan. Thống kê sơ bộ thì anh em và họ hàng của nhà đương kim bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đã có hơn 20 người nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt béo bở của tỉnh này. Thưa quý vị và các bạn, Trung ương yêu cầu xem xét việc bổ nhiệm con trai bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét việc ông Nguyễn Nhân Chinh, con trai của bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, vừa được chỉ định giữ chức bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh. Ngày 3 tháng 8, nguồn tin do báo Thanh Niên cho biết Ban Tổ chức Trung ương vừa có văn bản yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét lại việc bổ nhiệm vị trí nhân sự đối với Nguyễn Nhân Chinh, tân bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh. Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét điều chỉnh lại công việc cho ông Trinh cho phù hợp với trình độ và năng lực của ông. Trao đổi với báo Thanh Niên, một cán bộ có trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương xác nhận sự việc nêu trên và cho biết thẩm quyền bố trí công tác đối với Nguyễn Nhân Chinh là do Ban Thường vụ tỉnh Bắc Ninh quyết định. Lý do Ban Tổ chức Trung ương có văn bản vừa kể cũng được vị này giải thích rõ sau khi tỉnh Bắc Ninh có quyết định chỉ định cán bộ. Dư luận đã nêu nhiều vấn đề liên quan đến niềm tin uy tín của cán bộ nên Ban Thường vụ tỉnh Bắc Ninh phải xem xét một cách phù hợp. Vị này cho biết trước đó như Thanh Niên phản ánh ngày 22 tháng 7, Thành ủy Bắc Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh có quyết định số 1606 ngày 22 tháng 7 năm 2020 điều động ông Nguyễn Nhân Chinh, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh về Thành ủy tỉnh Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức bí thư Thành ủy tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Nhân Chinh, 36 tuổi, quê ở xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua, thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông Trinh được kết nạp Đảng năm 2011 là con trai của bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh đương nhiệm Nguyễn Nhân Chiến. Và ông này tốt nghiệp chuyên ngành cờ vua cũng chỉ là hệ tại chức. Như chúng ta đã từng biết, ở Việt Nam thì hệ tại chức phần đa chỉ là ghi danh và lấy bằng mà thôi, bằng thật nhưng học là học giả. Tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính gồm có thị xã Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và 6 huyện đó là Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du, Thuận Thành, Lương Tài và Gia Bình. Với việc chỉ định cán bộ nêu trên, ông Nguyễn Nhân Chinh trở thành người đứng đầu đơn vị lớn bậc nhất của tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Nhân Chinh từng có nhiều năm công tác tại tỉnh đoàn tỉnh Bắc Ninh. Năm 2016, khi đang là phó bí thư thường trực tỉnh đoàn, ông được bầu giữ chức bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh. Ông Trinh là tỉnh
ủy viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Người tiền nhiệm của ông Trinh tại thành phố Bắc Ninh là ông Vương Quốc Tuấn. Ông Tuấn vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, chuyện bố con Trinh Chiến ở Bắc Ninh cần phải chấm dứt xung đột và lợi ích nhóm. Tin cho hay rằng ông Nguyễn Nhân Trinh, sinh năm 1984, vừa là con của ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, được chính ông bố bổ nhiệm làm Bí thư thành ủy thành phố Bắc Ninh, không có chuyện bầu bán mà chỉ qua sự sắp xếp nhân sự. Cha đặt cho con ngồi vào chiếc ghế béo bở nhất của tỉnh này. Bổ nhiệm con làm quan, bố chỉ huy con là một ví dụ về xung đột lợi ích xảy ra khi một cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến nhiều lợi ích. Một trong số lợi ích đó có thể sẽ làm hại đến các lợi ích khác. Bố làm bí thư tỉnh ủy, con làm bí thư thành ủy trong một tỉnh thì mong gì đấu tranh cách mạng. Muốn tiến tới dân chủ thực sự cần có minh bạch để tránh tham nhũng và lạm quyền. Muốn minh bạch cần nhiều việc phải làm, trong đó có việc tránh COI. Khi khai lý lịch về sắp xếp nhân sự, tức là công việc, thì để xin vào mấy tổ chức quốc tế có câu hỏi là anh chị có ai là họ hàng hiện đang làm việc ở tổ chức này, tổ chức kia hay không? Và họ hàng được hiểu là vợ con, bố mẹ đẻ, bố mẹ, vợ, chồng, anh chị em, con cháu. Đây là quy định quan trọng để tránh COI trong WB, Ngân hàng Thế giới, IMF, IFC, UN và nhiều chính phủ phương Tây khác. Nếu có bố mẹ hay người thân đang làm trong tổ chức này thì bạn không có cơ hội xin việc nơi đó vì lý do COI. Tuy vậy, có ngoại lệ dành cho vợ chồng vì lý do đảm bảo hạnh phúc gia đình. Dẫu vậy, để tránh cho công việc mà bè phái thì vợ chồng phải làm việc ở các đơn vị khác nhau và người này không quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp với người kia. Tại một số nước thiếu minh bạch, thiếu dân chủ hay độc tài, thủ trưởng cơ quan quyết định thăng chức cho vợ, con, cháu, anh chị em ruột được coi là hết sức bình thường. Ví dụ như ở Việt Nam ta có câu một người làm quan cả họ được nhờ là do không hiểu xung đột lợi ích hoặc cố tình vi phạm. Thử tưởng tượng, vợ là thủ quỹ, chồng là giám đốc thì liệu chi tiêu trong cơ quan có kiểm soát nổi hay không? Và hy vọng gì sự minh bạch ở cặp đôi vợ chồng ngồi ghế lãnh đạo, ban ngày làm tiền ở cơ quan còn ban đêm thì làm tình ở trên giường. Các chính thể ở Trung Đông lần lượt sụp đổ một phần do liên quan đến gia đình trị, mà nguyên nhân sâu xa là do vi phạm nghiêm trọng về COI. Hosni Mubarak tham vọng đưa con trai thứ lên kế vị. Tổng thống Yemen là Ali Abdullah Saleh tìm cách đưa anh em con cháu vào chính quyền. Và Gaddafi cũng không ngoại lệ, các con toàn nắm các chức vụ chủ chốt. Suharto, Marcos, Jinlao, Babidok, Diwalia đều mắc những lỗi lầm COI sơ đẳng này. Và khi mà Saddam Hussein đã ký quyết định cho hai con trai là Uday và Husay Hussein nắm quyền hành để tra truyền con nối, không thể nghĩ rằng ông đã vi phạm xung đột lợi ích. COI tưởng nhỏ nhưng cuối cùng đã đưa Saddam và các con của chính thể này đi vào lịch sử. Phần lớn cha mẹ đưa con cái lên chức vụ cao lại làm cho chính sự nghiệp của họ bị tiêu vong, cuối cùng bị phế truất, ra đi trong nhục nhã và bị xử tù, bị bắn. Xung đột lợi ích dẫn đến xung đột quốc gia. Khi dân chúng không thể chịu đựng nổi kiểu gia đình trị ngồi xổm lên trên dân tộc, khó ai đoán định được đất nước ấy sẽ đi về đâu. Chuyện nhà Trinh Chiến ở tỉnh Bắc Ninh là một điển hình của chuyện xung đột lợi ích và cần chấm dứt từ trong trứng nước. Thưa quý vị và các bạn, trước đó không lâu, chúng tôi nói đến chuyện này thì cũng phải kể qua về câu chuyện về bí thư cha bổ nhiệm bí thư con đã gây phẫn nộ mạng xã hội và gây bức xúc cho người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Sự kiện đồng chí cha bổ nhiệm đồng chí con tại tỉnh Bắc Ninh cho thấy rằng
hết sức quá bi đát của thể chế Cộng sản Việt Nam, sứ quân, và đó là cho thấy được sức mạnh của các sứ quân địa phương trong bộ máy quyền lực của Cộng sản Việt Nam. Nó cũng hé lộ sân khấu chính trị sau bức màn đỏ của các phe nhóm đang vận động hỗ trợ cho mình trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt với vụ này, Nguyễn Xuân Phúc đã giành được phiếu của cử tri tỉnh Bắc Ninh trong đại hội tranh quyền đoạt ghế sắp tới. Để dọn đường, vào ngày 31 tháng 5 năm 2020, Nguyễn Xuân Phúc đã đến tỉnh Bắc Ninh làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Đứng đầu là Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến. Tại đây, Nguyễn Xuân Phúc đã thổi Nguyễn Nhân Chiến và đám đàn em của Nguyễn Nhân Chiến lên tận mây xanh, như Thủ tướng tin tưởng vào Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế, xã hội, xứng đáng với những vùng đất được xưng tụng là Kinh Bắc năng động, năng và văn hiến, có nhiều truyền thống cách mạng, giàu truyền thống. Qua những lời bốc thơm của CLMV Nguyễn Xuân Phúc, người ta có thể thấy được vị trí chiến lược của Bắc Ninh trong nồi cơm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất, chỉ có 822 km2, nhưng có quy mô nền kinh tế đứng thứ 7 trong cả nước, đạt gần 200.000 tỷ Việt Nam đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,6 triệu đồng trên một đầu người, đứng thứ 5 của cả nước. Quy mô sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước với trị giá 1,3 triệu tỷ Việt Nam đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đứng thứ 2 cả nước. Thu ngân sách hơn 30.400 tỷ Việt Nam đồng, đứng thứ 9, và FDI đứng thứ 6 của cả nước. Từ đó, CLMV Nguyễn Xuân Phúc kết luận có thể nói đây là những kỳ tích đối với một tỉnh có diện tích nhỏ như tỉnh Bắc Ninh. Các mặt văn hóa xã hội đạt kết quả tốt, đặc biệt tỷ lệ học sinh giỏi đỗ đạt đều cao. Thưa quý vị và các bạn, đáp lễ lại, Nguyễn Nhân Chiến khẳng định quyết tâm năm nay tỉnh sẽ nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, không điều chỉnh chỉ tiêu của CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Lời dặn dò của Nguyễn Xuân Phúc được đăng lên báo là phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng bộ tỉnh để tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị đại hội Đảng bộ lần thứ 20, tiến tới đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dĩ nhiên những dặn dò khác, nhưng đó là bí mật giữa Thủ tướng và lãnh chúa Bắc Ninh. Với thế lực của lãnh địa Bắc Ninh như vậy thì lãnh chúa Nguyễn Nhân Chiến làm vua một cõi, tự tung tự tác bổ nhiệm ít nhất 20 thành viên trong gia đình dòng họ vào những vị trí chủ chốt, hái ra bạc, khẳng ra tiền. Việc xây dựng chế độ gia đình trị này tại Bắc Ninh kéo dài nhiều năm và đi ngược lại quy định số 205 QD trên TVK của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan. Dĩ nhiên với cái thế của Bắc Ninh và nhu cầu kiếm phiếu cử tri của đoàn Bắc Kinh thì tại Đại hội 13 Nguyễn Phú Trọng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt để tìm cách trở thành đối tác chiến lược với lãnh chúa Bắc Ninh. Chỉ sau 2 tuần sau chuyến vận động tranh cử của CLMV Nguyễn Xuân Phúc tại tỉnh Bắc Ninh, màn tra chiến đưa con Trinh lên ngồi ghế bí thư thành ủy được tiến hành một cách chóng vánh và không hề qua bầu bán. Trong 3 ngày 15 đến 17 tháng 6 năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu toàn Đảng bộ lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đây, tại đại hội này đã bầu 39 người vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, Vương Quốc Tuấn tái đắc cử bí thư thành ủy tỉnh Bắc Ninh khóa 22. Tự nhiên, điều ngoạn mục xảy ra vào ngày 10 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu Vương Quốc Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Vương Quốc Tuấn không thể cùng lúc ngồi hai ghế, đó là Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Nói cách khác, nhóm ít người trong Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vô hiệu hóa kết quả bầu của đại biểu Đảng bộ Bắc Ninh đông người gián tiếp và đá văng Vương Quốc Tuấn ra khỏi ghế Bí thư Thành ủy để ghế trống cho quý tử của Bí thư tỉnh leo vào.
12 ngày sau, ngày 22 tháng 7 năm 2020, không cần bầu bán, Thành ủy tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị để công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ, điều động Nguyễn Nhân Trinh, con của Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến về Thành ủy Bắc Ninh công tác và chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy tỉnh Bắc Ninh và nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 2020 đến năm 2025. Nếu vào tháng 6, Vương Quốc Tuấn phải thông qua phiếu bầu của đại hội đại biểu để ngồi vào ghế bí thư thành ủy. Nhưng với quý tử của Nguyễn Nhân Trinh, của Nguyễn Nhân Chiến là Nguyễn Nhân Trinh, chỉ cần có cha đang nắm đầu Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động và chỉ định là ngồi ngay vào chiếc ghế màu mỡ, hái ra bạc hạc ra tiền này. Đó là dân chủ tập trung trong đảng theo kiểu cái thế của kẻ mạnh. Đối với đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh thì đây là một cuộc đảo chính cung đình ở Bắc Ninh. Nhưng đối với lãnh chúa Nguyễn Nhân Chiến thì đây là một thông điệp chính trị, đứa nào ngồi ghế nào là quyết định của tao. Để chắc ăn, ngày 27 tháng 7, CLMV Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Vương Quốc Tuấn vào chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đóng hẳn cánh cửa bí thư thành ủy đối với Vương Quốc Tuấn. Trong nhiều năm qua, lãnh chúa Nguyễn Nhân Chiến làm mưa làm gió trên chính trường tỉnh Bắc Ninh. Bây giờ có thêm lãnh chúa còn là Nguyễn Nhân Trinh và sự thông đồng bắt tay với CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng là một sự im lặng nhượng bộ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Lãnh địa Bắc Ninh hoàn toàn nằm trong vòng tay của gia đình chị Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Nhân Trinh và trở thành một thế lực của Trung ương phải gờm. Thưa quý vị và các bạn, thông tin con trai của ông Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh là Nguyễn Nhân Trinh được bổ nhiệm ở tỉnh Bắc Ninh thì xuất hiện dày đặc trên các mặt báo và sau đó thì cũng đã bị gỡ đi hàng loạt. Thì chúng ta hãy nhìn qua bên Campuchia, chúng ta được thoáng khi thấy được sự thăng tiến thần tốc của con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Nếu so với trường hợp này, có lẽ ở Việt Nam có trường hợp, không có trường hợp nào có thể sánh kịp. Còn Thủ tướng Hun Sen đó là Manet được thăng hàm lên tướng 4 sao khi mới 35 tuổi và được thăng chức tư lệnh Campuchia, một trong 4 quân chủng thuộc các lực lượng vũ trang của Hoàng gia Campuchia ACAF. Mới đây Manet còn được Chủ tịch Đảng CPP của Hun Sen bổ nhiệm làm lãnh đạo Đoàn Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia CPP sau khi được bổ nhiệm. Phát ngôn viên của CPP là Chim Phovirun cho rằng quyết định bổ nhiệm tướng Manet là chính xác vì ông là người có phẩm chất, đủ kinh nghiệm và cũng là thành viên của Ban chấp hành Trung ương Thường trực CPP. Phải chăng ông Manet là con trai của Thủ tướng Hun Sen nên mới được bổ nhiệm một cách thần tốc và được đánh giá là như thế? Được biết, tướng Manet từng tốt nghiệp trường võ bị West Point, Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở Mỹ. Khi đi xin việc làm, nếu như mà thấy có ứng viên tốt nghiệp ở cùng tham gia thì thôi coi như mình cầm chắc một suất rớt và tất cả sẽ bỏ về. Thưa quý vị và các bạn, sinh viên trường này sau khi tốt nghiệp nếu không ở lại phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ mà ra ngoài xin việc làm thì tất cả họ sẽ trở thành các sếp lớn của các tập đoàn lớn của Mỹ. Những ai học ở West Point khi ra ngoài kinh doanh thăng tiến rất nhanh và đều trở thành những quản lý cấp cao sale tầm quốc tế và các công ty săn đầu luôn luôn tìm kiếm. Tỷ lệ giám đốc điều hành sale trên sinh viên tốt nghiệp ở West Point cao hơn ở Harvard và Stanford hay Yale. Lưu ý rằng đó là tính theo tỷ lệ phần trăm. Điều đáng nói nữa là ở trong giới sale quốc tế, nếu như nghe nói sale nào từng học ở West Point, người ta cũng nhìn mình với từ trên xuống dưới như một thực thể lạ, một con người hoàn hảo, không xếp hạng được vì nó không có tiêu chuẩn để xếp hạng. Nói chung ai tốt nghiệp ở West Point thì đều hoàn hảo và tướng Manet cũng thế. Tài trí của ông từng được thể hiện qua vụ tranh chấp đền Vihea giữa Campuchia và Hoàng gia Thái Lan. Khi vụ việc trở nên căng thẳng, hai bên quyết không bên nào chịu nhường bên nào và thậm chí đã có súng nổ và đã có người chết.
Nhưng khi tướng Manet đi đàm phán thì chỉ với ánh mắt ấm áp và vài câu nói sắc sảo theo phong cách của Vetchpoy, bên Thái Lan đã phải xin lỗi và rút quân, nhường lại ngôi đền này cho quê hương Campuchia của anh. Có lẽ đến đây chúng ta đã hiểu vì sao con trai của Thủ tướng Hun Sen được bổ nhiệm thần tốc mà không có một dư luận nào chỉ trích, và ngược lại còn được người dân Campuchia ủng hộ. Trở lại với câu chuyện của Việt Nam mới đây là con trai của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Trinh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy tỉnh Bắc Ninh, và theo thông tin thì ông Trinh tốt nghiệp học chuyên ngành cờ vua và có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông này tốt nghiệp bằng cờ vua chỉ là trong thời gian tại chức, mà ở Việt Nam thì ai cũng biết rằng bằng tại chức chỉ là bằng đi xin chứ không phải là đi học, bằng thật nhưng học giả. Vào đảng năm 2011, chỉ sau 5 năm khi vào đảng, ông Trinh đã được giữ các trọng trách như Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh. Ông Trinh là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Khi thông tin này được lan truyền thì dư luận chỉ trích nhiều hơn là đồng tình. Phải chăng sự bổ nhiệm này có cái gì đó là rất sai? Theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay, không có văn bản nào cấm bố Bí thư Tỉnh ủy và con làm Bí thư Thành ủy. Như vậy thì việc bổ nhiệm không sai pháp luật. Vậy thì sao dư luận phải phản ứng? Liệu ông Trinh tốt nghiệp trường West Point hay trường nào đó nổi tiếng của Mỹ hay Nhật, thì liệu dư luận có ồn ào như những ngày qua hay không? Và Trung ương có phải ra một quy định để đuổi ông này xuống và không được ngồi Bí thư Thành ủy nữa hay không? Và khi mà cử nhân cờ vua Nguyễn Nhân Trinh bị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét sau khi mạng xã hội đồng loạt lên án việc bổ nhiệm thần tốc lên vị trí Bí thư Thành ủy, cha bổ nhiệm con. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.